đời như con nước đây đưa số phận về đâu, hận sao trao nhau bề giao lòng người tay đôi, buồn vui nước mắt trả dài nếu còn ngày mai, đành xin gửi lại giọt lệ tiếc nuối xót xa riêng mình. Đời như con nước đây đưa số phận về đâu, hận sao trao nhau bề giao lòng người tay đôi, buồn vui nước mắt trả dài nếu còn ngày mai, đành xin gửi lại giọt lệ tiếc nuối xót xa riêng mình, đành xin gửi lại giọt lệ tiếc nuối xót xa riêng mình. Bây giờ anh chỉ muốn được yên tĩnh, anh chỉ muốn được một mình em đi về đi. Em không thể nào bỏ anh mình trong lúc này được. Em đi về đi. Em không có về đâu. Em đi về đi. Mày, mày. Trời đất ơi, tụi bay đánh lộn nữa, anh là chết người đó. Ông nhớ phù hộ cho nó, quên đi chuyện buồn phiền này, phải sống đàng hoàng tử tế nghe ông, chứ nó cứ như vậy hoài nó sống không nổi ông ơi. Mợ ơi, mợ đừng có làm nữa, mợ để đó em làm cho. Bà mà biết được bà la em chết luôn á. Thôi mợ phụ giúp em được mà, mấy hôm nay á em đã cực nhiều rồi. Dạ cũng đúng, mấy bữa nay em cũng hơi mệt, đám cưới ông bà mời khách đông quá à. Trời đất ơi. Ờ cậu Duyên. Dạ. Sao em làm mấy công việc này? Để cho con Đào nó làm. Thôi nghỉ ngơi đi. Ừ. Đào. Dạ. Sao để cho mợ hai làm vậy? Dạ em có nói với mợ, nhưng mà mợ... Anh không phải đâu, anh đừng có la anh Đào, tại em muốn giúp nó mà. Lên nghỉ ngơi. Em giúp mợ nha. Dạ. Đi 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 đi. Từ từ. Lên đâu. Minh, vợ chồng con tới đây mẹ biểu. Dạ. Dạ. Ngồi xuống đây. Dạ. Dạ mẹ. Má cô không dạy cô sao? Con dâu mới về nhà chồng, khi cha mẹ chồng dạy bảo thì phải đứng lên chứ không được ngồi ngang hàng như vậy. Mẹ à, mẹ có cần phải khó như vậy không? Con ngồi xuống đó. Mẹ. Mẹ biểu con ngồi xuống đó. Con không nghe ông bà mình có câu sao? Dạy con từ thổi còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về. Mẹ phải dạy vợ con như vậy để cho nó biết nết ăn nết ở của gia đình mình chứ. Mẹ con nói phải rồi đó. Dạ con xin lỗi ba, con xin lỗi mẹ. Tại vì con mồ côi từ nhỏ nên không được dạy dỗ đàng hoàng, xin ba mẹ tha lỗi cho con. Thôi được rồi, cô cũng thấy rồi đó, vì con trai mình, vợ chồng tôi đã làm đẹp mặt cô, là giấu nhẹm cái chuyện cô ăn cơm trước kẻng, còn tổ chức cho cô một đám cưới rình rang cho nở mặt nở mày nữa. Nhưng mà cô đừng tưởng như vậy là cô đã chính thức là người trong nhà này rồi nha. Không có dễ gì đâu. Tôi cũng vì con trai tôi, vì giọt máu của dòng họ nhà tôi mà cô đang mang ở trong bụng á. Cho nên nếu cô sanh cho nhà này đứa cháu nội đích tôn,
thì tôi mới cho phép cô là vợ chính thức của thằng Minh trên pháp lý. Bằng không thì cô từ đâu tới thì phải trở về nơi đó. Điều này chồng cô đã nói với cô chưa? Mẹ, con dâu của nhà này phải là người dán khéo, quán xuyến mọi việc trong nhà, chứ không phải là người ăn trên ngồi trước. Cô biết không? Dạ, con biết rồi. Thôi, tạm thời là như vậy rồi, có gì thì tôi chỉ dạy thêm. Xuống bếp phụ với con Đào đi, công việc còn ê hề đó. Dạ, con xin phép ba, con xin phép mẹ. Ủa, mợ, sao mợ lại xuống đây? Để mợ giúp em. Mẹ à, mẹ đâu cần phải khó khăn với vợ con đến như vậy. Nhà của mình có người làm, vợ con đâu có cần phải làm mấy chuyện đó. Vợ con cũng cần nghỉ ngơi mà mẹ. Con dâu thì phải làm vậy. Con hỏi ba con coi, ngày xưa mẹ về làm dâu cho bà nội con là phải như thế nào? Đành rằng con dâu thì phải dạy, nhưng bà cũng đừng có khe khắc quá. Con xin phép, bà với mẹ con lên phòng nghỉ ngơi. Bà sao lúc nào cũng ồn ào quá, nhỏ nhẹ một chút là được rồi. À, mà tôi nhớ hồi xưa bà làm dâu, má tôi cũng đâu có khó khăn với bà vậy đâu, đúng không? Nếu con muốn tốt cho nó thì cứ để yên cho mẹ dạy dỗ. Hoàn cảnh sống của nó trước nay khác xa với gia đình mình, cho nên mẹ phải nghiêm khắc với nó ngay từ đầu á, thì mới mong cái nhà này giữ được kỷ cương nề nếp, con hiểu không? Đào, em lên nghỉ trước đi. Còn đống này nữa là xong rồi, để mợ lau cho. Em xin lỗi mợ, mấy bữa nay chuẩn bị cho đám cưới, em thức khuya dậy sớm hoài, cho nên... Mợ hiểu mà, tụi em là tuổi ăn tuổi lớn, em lên nghỉ trước đi. Thôi không được đâu mợ ơi, nếu bà mà biết được á, bà sẽ làm chết, không chừng đuổi việc em nữa. Thôi mợ cứ để em ở đây phụ mợ nha. Tôi cũng vì con trai tôi, vì giọt máu của dòng họ nhà tôi mà cô đang mang ở trong bụng á, cho nên nếu cô sanh cho nhà này đứa cháu nội đích tôn thì tôi mới cho phép cô là vợ chính thức của thằng Minh trên pháp lý. Bằng không thì cô từ đâu tới thì phải trở về nơi đó. Điều này chồng cô đã nói với cô chưa? Mình phải làm sao đây? Nếu họ biết chuyện mình mang bầu là giả thì mình sẽ ra sao? Nhất định mình sẽ có cách. Mình đã đặt chân vô nhà này rồi thì dù có chết mình cũng không để họ đuổi mình ra đâu.
Anh. Em. Anh xin lỗi, anh làm khổ em quá mà. Em có mệt lắm không? Em đừng có giận mẹ anh nghe. Có lẽ là bà già chồng nào cũng sẽ khó khăn với những nàng dâu mới cưới về hết. Cũng có thể là để thị quy thôi. Nhưng mà em yên tâm, anh biết tính mẹ anh mà. Nói vậy thôi chứ không sao hết á. Chắc chắn rồi mẹ sẽ thương em. Đặc biệt á là khi đứa con của mình chào đời. Anh dám chắc chắn là mẹ sẽ thương em nhất nhà. Em không có sao đâu. Em làm việc vất vả quen rồi. Mấy chuyện đó đâu là vấn đề gì. Em nghĩ chắc mẹ thương em nên mới làm vậy thôi. Em đúng là một cô gái tốt bụng. Anh đã thật may mắn khi cưới được em. Anh, khi nào mình đi đăng ký kết hôn vậy? Anh cũng không biết nữa. Thật sự là anh cũng không muốn làm căng với mẹ. Nếu như vậy, người bất lợi chính là em thôi. Cố gắng chờ thêm thời gian nghe. Má, dì Hai đi lấy chồng rồi. Từ nay á, con sẽ đỡ đần tất cả mọi chuyện cho má nha. Má, con á cũng sẽ ra ruộng nhổ cỏ tưới phân nữa. Có gì á má dạy cho con nghe. Phải chi con nghe lời má thì cuộc đời con thay đổi rồi. Cái chỗ của con Duyên bây giờ á đang yên lành. Đó là cái chỗ của con. Nếu má biết trước đây á, mình đã từ chối lời cầu hôn của anh Minh, không biết má còn buồn như thế nào nữa. Má đừng nghĩ vậy mà. Người anh Hai thương á là chị Hai. Chỗ đó đúng là chỗ của chị rồi. Cho nên má đừng có giận và tiếc nuối gì nữa nghe má. Vậy chỗ của con là ở đâu? Không lẽ là ở chỗ của thằng Quân sao? Má, con cũng không biết làm sao nữa. Nhưng người con thương á là ảnh. Không được. Dứt khoát là không được nghe không con. Má sẽ kiếm nơi tốt đẹp cho con. Con phải nghe lời má. Nhưng má, đối với con, nơi tốt đẹp á là nơi phải có tình yêu. Giàu sang chưa chắc gì mang tới hạnh phúc đâu má. Con chỉ cần sống vui vẻ là đủ rồi. Má. Má. Tối nay con ngủ lại đây với má nha.
Alo. Alo, anh Minh hả? Em Diễm nè. À, Diễm hả? Giờ này khỏe không em? Em khỏe. Hôm nay anh rảnh không? Mình gặp nhau chút xíu nha. Hôm nay? Hôm nay anh bận rồi. Anh cần phải giải quyết một số sổ sách. Vậy em khác nghe. Dạ, cũng được. Rồi. Bye bye anh. Rồi, bye bye em. Ủa, anh Quân. Để anh làm cho. Thôi, để em làm cho. Mấy công chuyện nhà em mà, anh còn mấy chuyện bên nhà anh nữa. Hôm nay anh rảnh mà, để anh làm cho. Em mà làm hết cái mảnh đất này hả? Chắc thấy tết quá. Đừng có chọc quê em nha. Tại vì em chưa có quen thôi. Em làm một chút là quen liền gì. Ủa, mà hôm nay má em đâu rồi? Sao để con gái cưng làm việc nặng nhọc vậy? Má em không có ở nhà. Em đang định là làm cho má em bất ngờ. Đây đây, đưa cuốc đem làm cho. Em biết làm mà. Thôi được rồi, muốn làm phải không? Muốn làm thì phải tập từ từ. Đứng đó, con làm nè, rồi từ từ sẽ biết làm mà nha. Trời ơi, cuốc đất thôi mà. Cuốc đất dễ ẹt thôi, có gì đâu. Ừ, dễ ẹt. Vậy mà hồi nãy có người cầm vậy nè, giống như đâu kiếm vậy đó. Đó. Không có chọc quê mà nha. Thôi đi đem làm cho. Coi nè, coi nè. Thấy chưa? Cái tay mình phải quyển chuyển vậy nè. Đó, rồi cứ cuốc tới thôi. Thấy không? Phải làm vậy hả? Để đem làm cho. Đi đây, vậy nè. Đó. Đó. Rau này ai lặt đi? Dạ, thưa mẹ, con lặt. Bộ nấu cho heo ăn đó hả? Rau muống thì lá còn yên nguyên, còn giá thì rễ còn, không có chịu lặt ra bỏ. Cái gì không biết thì hỏi con Đào. Làm ra vẻ tài lanh cái gì cũng biết hết. Cô nấu kiểu này chỉ có nước mình có ăn thôi. Dạ, con xin lỗi mẹ. Lần sau trước khi nấu, con sẽ hỏi kỹ bé Đào. Cô nên nhớ, ở đây không có giống như nhà của cô. Cái đảm đang mà con trai tôi khen nước khen nở đó, nó không có trong cái nhà này. Dạ, thưa mẹ, con biết là con còn vụng dài. Xin mẹ chỉ dạy cho con sẽ cố gắng để thích nghi với gia đình mình. Nếu không sanh cho nhà này một đứa cháu nội đích tôn, thì dù cho cố gắng cỡ nào, cũng không có chỗ ở đây đâu. Tôi nhắc lại cho cô nhớ đó. Trong nhà này có người lạ. Mày dòm ngó cẩn thận cho tao nghe Đào. Tao đi công chuyện á. Dạ bà. Mợ ơi, mợ đừng có để bụng nha. Tính của bà là vậy á. Bà khinh thường mấy người nghèo giống như mình lắm. Nhưng mà cậu hai lại rất tốt. Hồi em mới về đây ở á, cũng tủi thân khóc hoài à. Nhưng riết rồi cũng quen. Bà la thì mình mặc kệ. Mợ đừng để bụng nha. Mợ biết rồi. Mợ cảm ơn em nha. Mợ sẽ cố gắng. Nếu mợ không biết cái gì thì em chỉ cho mợ nha. Dạ. Nhà này á, ăn rau muống thì phải lặt gừng hết lá, còn giá thì phải bỏ sạch rễ. Mợ sẽ làm lại. Dạ. Hôm nay á, tự tay làm mấy công việc nặng này, em thấy thương cho hai và má ghê luôn á. Em xin lỗi nha. Em không có cố ý. Em có lỗi gì đâu mà xin. Tại em vô tình nhắc tới chị hai á. Anh đừng có giận em nha. Em yên tâm đi, anh đã nghĩ thông suốt rồi. Em đừng có ngại. Có thật sự á, là anh đã nghĩ thông suốt chưa? Hay là trong lòng anh vẫn đang cố dồn nén?
Nếu như mà Duyên đã tìm được hạnh phúc thực sự rồi, và nếu như vậy thì anh phải nên chúc mừng cho cô ấy. Anh không nên làm Duyên bận tâm thêm nữa. Vậy anh có còn giận em không? Sao phải giận em? Anh phải cảm ơn em rất là nhiều. Nhờ em mà anh thoát ra những ngày đen tối đó. Chính em là người đã khiến anh rơi vào những ngày đen tối đó. Em đừng có nói như vậy. Em không có lỗi gì hết trong chuyện tình cảm giữa anh và Duyên. Trong chuyện này không ai có lỗi, tình yêu không có lỗi. Chẳng qua là anh không có đủ bản lĩnh để... Em cảm ơn anh. Em rất mừng khi anh đã quay trở lại là anh của ngày xưa. Nè, hứa với em á, từ nay không có được nhậu nhẹt say xỉn nữa nha. Anh hứa, từ nay anh sẽ không để má và em lo lắng cho anh nữa. Vậy là em yên tâm rồi. Em không phải lo lắng cho anh nữa. Em muốn không? Dạ, con mời ba. Con mời mẹ. Em mời anh. Cả nhà mình ăn cơm à? Con mời ba mẹ ăn cơm. Ăn cơm đi. Nè, em ăn đi. Em cảm ơn anh. Ngon quá. Canh gì mà chua lè chua lét, cá thì mặn như muối. Cô đem về cho nhà cô ăn đi. Dạ, con xin lỗi mẹ. Con thấy cũng ngon mà mẹ, đâu có nghiêm trọng giống như mẹ nói đâu. Con biết gì mà nói. Bây giờ nó cho con ăn cục muối, con cũng khen là ngọt như đường nữa. Ăn kiểu này á, chẳng thà ta ăn nước mắm còn hơn. Thôi mà, con dâu nó mới về, chưa quen với khẩu vị nhà này, từ từ bà dạy cho nó cũng được mà. Dạ, con xin lỗi ba, con xin lỗi mẹ. Lần sau con sẽ rút kinh nghiệm. Mẹ à, mẹ cố gắng ăn lần này đi mẹ. Lần sau á, vợ của con sẽ nêm nếm khẩu vị theo mẹ thích hả? Dạ, con mới ăn miếng gà, thấy cũng ngon lắm, không có mặn đâu. Mẹ ăn đi. Ăn đi mẹ. Rõ ràng lúc nãy mợ hai nhờ mình nếm là mình thấy cũng vừa giống như mọi khi mình nấu mà. Sao giờ bà lại nói mặn? Chắc chắn là bà làm khó mợ hai rồi. Chơi chút xíu nha. Nè đứng lại, là má biểu. Gì vậy má? Con định đi đâu đó? Con tính qua nhận Bích chơi chút xíu rồi con về liền à, nghe má. Con nói xạo má phải không? Đang định đi qua nhà thằng Quân phải không? Có đâu. Con nói xạo với má hồi nào. Con qua nhận Bích thiệt mà. Con qua đó để con mượn chuyện về đọc. Chuyện sách gì thì để sáng mai. Giờ tối rồi không có đi đâu hết á. Mà kỳ quá.
Con qua bên đó một chút xíu là con về liền, má cũng không cho con đi nữa. Con đâu có biết nỗi khổ của má mỗi khi đi ra đường, nghe người ta bàn tán về chuyện của con mà xấu hổ hết sức luôn á. Trời, con có làm gì đâu mà má xấu hổ. Người ta muốn nói gì thì má kệ người ta đi, má quan tâm làm gì. Má là má của con, chuyện của con biểu má không quan tâm sao được. Mà con của má đâu có hư hèn xấu xí, không có người cưới đâu. Mắc mớ gì con phải chạy theo thằng Quân Hoài vậy hả? Hồi xưa á, má nói với con á, là chuyện thiên hạ gièm pha thì mình đừng có để tâm tới. Mà tự nhiên giờ sao má để tâm tới làm chi vậy? Nhưng mà những lời gièm pha đó người ta cố ý nhắm vô má. Người ta có muốn nói gì về má, má cũng không quan tâm. Nhưng má không muốn nghe người ta nói những lời dị nghị không hay về con. Nhưng mà con có làm gì sai đâu má. Vậy thì con đừng có liên quan về tới thằng Quân nữa đi. Trời, sao được? Tự nhiên hả, anh Quân là người tốt mà. Má cấm con vậy sao được? Má không nhớ hả, nguyên cái vườn rau nhà mình là do anh Quân cuốc đất đó. Tôi không có cần, tôi sẽ trả tiền cho nó. Má kỳ quá. Con nói thiệt luôn á, má thấy không, từ hồi nhỏ tới lớn á, ngoại trừ má ra còn chỉ có hai người thân thiết để tâm sự và chia sẻ vui buồn thôi. Đó là hai với anh Quân. Mà bây giờ hả, hai đi lấy chồng rồi, còn có một mình anh Quân à, mà má cũng cấm không cho con gặp nữa. Bộ má muốn con hả buồn tuổi cô đơn tới già luôn hả? Hay là hả, má muốn đứa con gái của má phải lên chùa cạo trọc đầu đi tu luôn thì má mới vừa lòng. Má sẽ tìm người xứng đáng cho con. Con không có cần, con chỉ lấy người con thương thôi à. Nè Ngọc, má chưa nói chuyện xong với con mà, ra đây nói chuyện với má nè, nhanh lên. Má không có cho con đi chơi thì thôi, con đi ngủ, con buồn ngủ lắm rồi. Trời đất ơi, con với cái cưng chiều riết á, ương bướng à. Ủa, anh chưa ngủ hả? Anh đợi em mà. Anh đi làm cả ngày mệt mỏi rồi, buồn ngủ thì ngủ trước đi, đợi em làm gì. Em có mệt lắm không? Lúc nãy em có buồn không? Mẹ khắc khe với em quá. Thôi để ngày mai anh nói chuyện lại với mẹ. Anh không muốn nhìn thấy em chịu thiệt thòi trong cái nhà này. Được làm vợ của anh là em mãn nguyện rồi. Đối với em đâu có gì thiệt thòi đâu. Em không muốn vì em mà anh với mẹ xảy ra chuyện không vui. Chắc là mẹ cũng muốn em mau hòa nhập với gia đình mình nên mới rầy la em vậy thôi. Em nói thiệt chứ? Em không ấm ức vì những chuyện vô lý mà mẹ đã làm sao? Kể cả việc mẹ không cho hai đứa mình đăng ký kết hôn. Rồi mẹ sẽ cho mà. Anh cưới một người vợ thôi tuyệt vời mà. Nếu như người khác là sẽ cảm thấy khó xử vì một bên là mẹ, một bên là vợ. Chỉ cần đứa con của mình sinh ra đời thì mọi chuyện sẽ được thay đổi. Con trai cưng của ba, con trai cưng của ba. Nè, cố gắng khỏe mạnh nghe chưa? Cả nhà đang đợi con chào đời đó. Nghe không? Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Bình tĩnh, không sao đâu, có anh phía sau rồi. Em có cần phải tập xe không vậy? Tất nhiên là cần rồi. Đấy, nhà mình có điều kiện mà. Chẳng lẽ mỗi lần em ra đường á, em đạp chiếc xe đạp lòng cọc hay sao? Với lại á, đâu phải lúc nào anh cũng chở em được. Rồi mỗi lần em muốn chạy về thăm gia đình á, thì em chạy xe máy cái dèo là tới liền, có phải tiện hơn không? Ừ, em sẽ cố gắng. Rồi, bây giờ nè, nghe anh hướng dẫn nè. Rồi, chạy đi. Động tâm nằm chính giữa. Rồi lên, rồi lên. Rồi lên, lên lên. Lên. Sao hết, đừng có sợ. Cẩn thận nha. Tên. Dạ, con mời bà uống nước. Cô hai mày có ở nhà không? Dạ, cô hai dẫn mờ hai đi tập xe máy rồi bà. Xe gì mà tập? Dạ, xe gắn máy.
tại vì mợ không có biết chạy xe. Hết chuyện. Không có chuyện gì làm bà vẽ ra mấy cái vụ đó. Mày có nghe mợ hai nói xấu gì tao với cậu hai không? Dạ không có đâu bà. Con thấy mợ hai rất là thương bà á. Mợ còn hỏi con là bà thích cái gì, ghét cái gì, để mợ làm tốt, cố gắng làm hài lòng bà. Để tao chóng mắt coi nó chịu đựng được tới bao giờ. Tới khi nó loại cái đuôi cáo của nó ra. Chừng nào cậu hai về mày nói nó lên gặp tao. Dạ bà. Con có chút quà gửi cho má với lại em. Mèn đét ơi, hai mua nhiều đồ ghê luôn á. Em cảm ơn hai nghe. Bánh này á là bánh má thích ăn nhất nè, phải không má? Má có để con chết đói hay không, làm gì mừng rỡ dữ Ngọc. Má, má kỳ quá. Hai, hai sống bên nhà chồng có thoải mái không hai? Ba mẹ chồng á có làm khó gì hai không vợ? Nhà chồng á ai cũng thương hai hết trơn á, mà đặc biệt nha, má chồng của hai thương hai lắm, đâu có cho hai động tay động chân vô cái gì đâu, nhưng mà ăn ở không hoài á hai cũng chịu đâu có nổi. Bởi vậy á năn nỉ lắm á má chồng mới cho hai á giúp người ở làm mấy việc lặt vặt trong nhà. Trời ơi, chắc nhà bển bị ăn bùa mê thuốc lú hết rồi. Má, má nói gì kỳ vậy? Lâu lâu hai mới về chơi với nhà mình mà. Má để cho hai chị em con vui vẻ với nhau đi nha. Thôi, hai không có để bụng đâu. Má có nói gì nói á thì cũng đâu có ảnh hưởng tới hạnh phúc của hai đâu. Nói thiệt á, là thấy hai như vậy á em mừng cho hai ghê lắm. Mà nè, em biết không, anh Minh đó nha, tập lái xe cho hai cho bằng được luôn á, đòi mua xe cho hai đó. Hai từ chối hoài mà đâu có được đâu. Mèn đét ơi, hai sướng ghê vậy. Em nhìn thấy hai mà em còn ganh tị nữa. À quên nữa, để em rót nước cho hai uống. Nãy giờ hai về á, em lo khui quà mừng quá, em quên rót nước rồi. Hai, em mừng cho hai lắm nha. Anh Minh á là người tốt, mà gia đình chồng á lại thương yêu hai như vậy. Hai là sướng nhất rồi đó. Em nói hai nghe nha, vài bữa nữa hai mà sinh con một cái hả, là gia đình chồng hai á sẽ cưng hai như là trúng mỏng vậy đó. Vậy còn em, cuộc sống em như thế nào? Em nói cho hai nghe thử. Em á hả? Em cũng bình thường mà, có gì đâu kể. Thôi mà, em biết á là hai đang hỏi về chuyện gì mà. Cũng không có tiến triển gì hết đó hai. Em đừng có buồn nữa. Chị nghĩ trước sau gì anh Quân cũng công nhận tình cảm của em dành cho anh Quân thôi. Em vì anh Quân mà bị mọi người dị nghị, nói này nói kia. Không có lý do nào mà anh Quân không nghĩ tới em. Cái quan trọng bây giờ là em cần thời gian. Em cố gắng chờ đợi nha. Em biết rồi. Hai không có cần lo lắng cho em vậy đâu. Thật ra tất cả mọi chuyện em làm á không phải là để có được anh Quân. Em tin vào hai chữ duyên phận. Còn chị thì không. Hạnh phúc là phải do mình tạo ra. Chị nhất định phải có được hạnh phúc. Còn em gái à, chị không cho phép em hạnh phúc hơn chị. Em biết không? À, đúng rồi. Dì Năm nhắc hai hoài luôn á. Lát nữa hai có qua thăm dì Năm với anh Quân không vợ? Chắc là có chứ. Dù sao anh Quân với dì Năm cũng là người nhà của chị mà. Ý hai, lát nữa hay là trên đường về á hai ghé qua thăm chị Thắm luôn đi. Ủa, Thắm bị sao vậy em? Chị tội nghiệp lắm hai. Đang có bầu gần được 3 tháng rồi thì đi chợ về gặp trời mưa làm sao á, đường trơn có chút xíu à, mà té ngã nhẹ hều. Vậy mà hả, bị sảy thai luôn vậy á. Té, sảy thai. Phải rồi, sảy thai. Hai, hai sao vậy?
Em xin lỗi hai nha. Hai đang vui vậy á mà em kể mấy cái chuyện gì đâu không à. Không sao đâu. Có gì chút nữa về hai ghé thăm chị Thắm nha. Hai. Em thương hai lắm á. Hai cũng thương em mà. Duyên. Em về thăm anh với lại dì Năm. Dì Năm có nhà không anh? Má cũng sắp về rồi. Duyên vô nhà chơi. Duyên uống nước đi. Cảm ơn anh. Em có ít quà, biểu anh với dì Năm dùng lấy Thảo. Duyên qua chơi là vui rồi, quà cáp làm chi cho tốn tiền. Đâu có bao nhiêu đâu anh. Anh, dì Năm vẫn khỏe hả anh? Má anh vẫn khỏe, cảm ơn Duyên. Em mong lần sau em về thăm ngôi nhà này sẽ có nhiều sự thay đổi. Ý Duyên là là anh sẽ có vợ, rồi sẽ có thêm người. Dì Năm không cần lo lắng cho anh. Anh Quân, em xin lỗi vì những tổn thương em đã gây ra cho anh. Ngày nào anh chưa có vợ là em còn cảm thấy rây rứt trong lòng. Như không cần phải bận tâm tới anh đâu. Mà thôi, đừng nói chuyện của anh nữa. Nói chuyện của Duyên đi. Sao? Sống ở nhà chồng có gặp khó khăn gì không? Dạ không. Chồng em rất thương em. Ba má chồng cũng quan tâm lo lắng cho em lắm. Em rất là hạnh phúc. Anh mừng cho Duyên. Từ nhỏ tới lớn em luôn chịu thiệt thòi nhiều vất vả. Em xứng đáng được hạnh phúc. Má anh mà biết được chuyện này chắc bà cũng sẽ mừng lắm. Tại sao em khóc? Có thiệt là em hạnh phúc không? Em đâu có khóc đâu. Chỉ là em xúc động thôi. Anh với dì Năm đã không trách em, mà hai người còn mong cho em luôn hạnh phúc. Có lẽ trên cuộc đời này chỉ có anh và dì Năm là yêu thương em không điều kiện. Như Duyên cũng đã nói rồi, nếu như tụi mình không có duyên làm vợ chồng thì coi như là tụi mình là anh em của nhau, như người trong nhà thôi. Mà người trong nhà thì yêu thương, chăm sóc vô điều kiện là chuyện bình thường mà, đúng không? Má ơi, khó khăn lắm con mới bước chân vô cái nhà đó. Con không thể bị tống cổ ra ngoài một cách nhục nhã như vậy được. Xin má hãy phù hộ cho con đi má. Xin má hãy giúp con nha má.
Thì ra ông là người như vậy. Vậy mà cứ giả bộ đạo mạo. Đào. Dạ. Nãy giờ em có thấy gì lạ không? Dạ thấy gì mợ? Từ nãy giờ ông có hầm hè hoài. Em có đoán được chuyện gì không? Em cũng không biết nữa. Chỉ là bình thường nếu như bà không có nhà thì ông cũng không có khó chịu như vậy. Chắc là có chuyện gì đây. Anh, sao bữa nay anh về sớm vậy? Còn bà, đi đâu tới giờ này mới chịu về? Không nhớ là tôi dặn bữa nay phải về quê đám tang ông hai hay sao? Dạ, em đã chuẩn bị sẵn sàng xong hết rồi. Mà tại chị Kim Cúc chị điện thoại tới, chỉ nhờ em qua nhà làm giúp mấy ổ bánh bông lan đó. Rồi hai chị em lo lay quay làm đó, em đâu có ngờ bữa nay anh về sớm vậy. Thôi bà im đi. Dạ thôi mẹ. Dạng ra đi. Đạo à. Dạ bà. Cái gì vậy? Hả? Trời mỡ. Cái gì vậy? Mỡ có sao không? Có chuyện gì vậy nói anh nghe. Cậu hai hỏi mỡ như thế nào thì mỡ cũng nói là lỗi của mỡ thôi. Mỡ không có nói gì bà hết á. Chuyện cái bầu vậy là xong rồi. Nhưng phải làm sao để chỗ đứng của mình trong cái nhà này được đảm bảo đây? Sống chung một nhà sao mà đứa thương đứa ghét, sống chung một nhà sao mà máu chảy không đau, phải chăng số phận gieo nhầm đời em con ghét, mau mủ gì đâu để ai phải thêm bận lòng, tuổi thân bao ngày môi cười mà rơi nước mắt, ngước lên hỏi trời sao đành tạo hóa ra chi, sống sao cho giữa lòng người dù bao gian khó, tiếng ai nỉ non từng đêm khóc trong hiu quạnh. Đời như con nước đầy đưa số phận dễ đau, hận sầu trao nhau bề dâu lòng người tay đôi, buồn vui nước mắt trả dài nếu còn ngày mai, đành xin gửi lại giọt lệ tiếc nuối xót xa riêng.